Ủa, cái này chắc nhiều người cũng biết. Cái thương hiệu đây skin face nè. Thằng này cũng skin face nè, khác màu thôi. Thằng này cũng face skin nè. Rồi tới kia nào cũng skin đó nè, mà màu đen nè. Máy cũng mạnh nè, dịnh không được nè. Cái lượt khác ha. Đó bạn thấy ngọt ngọt liệm ha. Nó ngọt sớt nè. Còn lượt thì bắt tóc ok nè, đó. Còn nhầm cái loại lượt nó không bắt tóc, các bạn đưa vô nó đùa tóc, nó không lên. Còn này đưa lên nè. Dính nè. Đây. Nè, rõ ràng nè ha. Cái này mình không có quay cái tóc chi tiết ha. Đây cho thấy động cơ nghe ha. Cái lượt các bạn thấy nó bắt tóc nè. Đấy. Âm thanh nghe nó ấm ha, máy mạnh nha. Đây. Dịnh không được nè, nó hết lóc nè. Có số cây dịnh được ha. Còn phần dưới này thì gài cái lượt nhỏ nè, cái lượt nhỏ mới nãy cũng nói nữa nè. Các bạn nên có những cây lượt nhỏ đại khái như thế này nè. Một cây màu vàng, cái này màu vàng nguyên khối đã rồi. Còn cái bóng lai đây mình coi ha. Âm thanh nó động cơ cũng rất là mạnh nè, gần gần vô em. Ừ nè, cái tiếng động cơ nó mạnh lắm. Thấy không? Đấy, nhẹ nhàng thôi. Cái này dễ xài lắm. Nè. Đấy, như cái kéo vậy đó. Nè, tới. Mấy phần chân này nè các bạn, rào lại chủ yếu mà mình thấy mấy tông đê cái lượt thôi.